Quang Đẩu xin chào các bạn. Sáng hôm nay là ngày 15 tháng 8, giãn cách của Phan Thiết thì cũng còn có một ngày nữa thôi. Nhưng mà cũng có thể là coi như là tiếp các bạn. Thì sáng hôm nay mình có ra ngoài đi mua một ít đoạn cho thú cưng, cứ cách 3 hoặc 4 ngày, cứ như thế. Xin chào các bạn nha. Rồi, bữa nay là mình phải đi qua cái đường hẹp nhỏ này. Tới thì mua trứng rồi mà khổ, đi vòng hôm bữa đi vòng qua chỗ cửa sau của trường Phan Bội Châu rồi. Bây giờ mình đi cái cổng này gần hơn. Em ơi, cho anh hỏi cái hoa này, hoa gì mà thấy lạ? Dạ, cây chuối ngọc hả? Ủa, chuối ngọc ha, còn có loại chuối ngọc và cái trái nó vàng là khác nữa hả? Vậy ha. Hồi đó nữa Đà Lạt rồi anh thấy cái chuối ngọc đó. Còn cái này tự nhiên sao anh đi về đây anh thấy. Rồi, cảm ơn em nha. Anh đi qua mua trứng mà đi cái đường kia không được, bây giờ chạy qua cái đường này. Ở đây khế ngọt hay khế chua vậy? Khế chua hả? Khế chua này nấu canh được. Chứ khế ngọt là mấy đứa học sinh nó đi ngang qua đây nó hái hết rồi. Nhà ở đây hả? Rồi, uống cà phê nhà. Rồi, cảm ơn em nha. Quán cà phê Bình Giao thì hồi trước thì mình cũng hay uống đây đó. Quán này rất dễ thương. Bây giờ mình đây là nhà bác sĩ Bình. Giờ mình quán lộn này thì gần nhà bác sĩ Bình. Rồi tới rồi. Quán ngay ở đầu hay là vô trong? À vậy ha. Tôi đâu có đi đâu được đâu, tôi chỉ đi tới mua trứng lộn là xong. Mua trứng lộn mà phải đi. Tôi cho đây đâu để tôi coi cái cảnh này coi. Đó, cái cảnh này đó, cái cảnh này thấy không? Đó. Đó đó mình gửi tiền á. Đó. Đi mua và xin nước là công nhân là không phải khổ cực rồi đó. Đó thấy chưa? Đó, các bạn thấy không? Các bạn ở xa gần thấy không? Đó, các bạn ở bên Úc, ở bên California thì cũng phải thấy cái cảnh này nha. Mua trứng này có các bạn để nè, xin vui lòng từng đứng ngoài. Đó, nhà anh này anh kỹ lắm, nhà anh Luân Linh này anh kỹ lắm, anh quá kỹ luôn. Kỹ mà vậy mà không được là còn sót sảy là nay người này mai người kia khổ. Vậy là chị ở đâu mà đi mua? Phú Tài. Phú Tài ha. Phú Tài là đi vòng đường này. Không, bây giờ mình xuống mình có giấy là mình nó cho mình đi. Là đi đường này. Không. Đi đường Lê Dũng ha. Đường. Không được ai cũng ai ra đường có giấy chứ không có giấy sao được. Hết thương lắm không? Trời. Tôi còn sợ mà tôi dẫn về nhà lỡ may có gì là chết tôi luôn. Chết luôn. Bây giờ là có muốn cái gì cũng phải ra ngoài dịch thì chứ còn ở. Tôi khi nào ấy tôi gả anh luôn. Trời, nói nhỏ mà chỉ nghe cho nhiều học. Trời ơi. Triệu mốt tiền quay phim này nữa là 5 xị nữa là 1.6 triệu. 25, 30. Trời ơi, chả con quăng như lễ trận. 30, 50. 55. Là 100 nè. Đến gì là lâu quá, đến gì là giờ chắc tôi gãy xương luôn quá. Gãy xương luôn quá, một nhanh. Rồi. Thôi đó, các bạn thấy không đó, để tiền phải gì nữa. Thôi thôi, tôi phải tránh ra, tôi tránh ra. Chị này chỉ đi chợ nguy hiểm đó. Rồi. Cảm ơn Lưu Linh nha. Lưu Linh nha. Cái con hẻm này. Cái con hẻm này trước cái chỗ trước hẻm trường Phan Bội Châu thì mình thấy có cái hẻm này. Bữa nay đi vào cái đây thì có cái quán liễu nè, xôi nè, cháo nè, phở nè, gà nè, vịt nè, bò giò nè.
rồi coi như hết dịch thì mình sẽ vào đây ủng hộ cái quán này đó. Các bạn cũng vậy nha, các bạn nhớ chưa? Có quán liễu thì đối diện cái hẻm này, là đối diện cái nhà văn hóa khu phố 2 đây, phường Phú Thủy, sát bên cái ngân hàng Sài Gòn. Bây giờ mình sẽ đưa qua, có bên này có cái mê tây, mê tây vô góc mê tây này để vào cái quán này. Các bạn nhớ là qua cái góc mê tây thì sẽ thấy cái quán này nha, quán liễu. Đây là cung đường Trần Hưng Đạo ở chỗ ngã ba Tam Biên, là những người này là hướng về hướng nam, hướng về hướng nam về cầu Trần Hưng Đạo, còn trước mặt là hướng bắc. View của cái quán này rất đẹp các bạn. Cái view này là hồi trước là quán cà phê tiếng xưa, họ bỏ rồi, bây giờ thay cho chủ khác. Nó nằm trên trục lộ Trần Hưng Đạo các bạn. Sẽ đối diện với Sở Văn hóa Thông tin và Du lịch. Nếu mình đi tuyến về phía nam thì sẽ đến ngã ba Tam Biên. Ngã ba Tam Biên ở bên này thành lập cái chốt ngay chỗ này. Các bạn thấy cây xăng cũng trống lỏng, công ty cổ phần dầu khí của Bình Thuận đây. Bên đây cây xăng này đóng cửa rồi, cũng nằm trên đường Trần Hưng Đạo luôn các bạn. Hướng về phía bắc là hướng về cầu sông Muối đây. Hình như là hết xăng hay sao, không thấy máy. Trước mặt mình là đó có cái xe Bách Hóa Xanh đi tải đồ đó các bạn. Cái chỗ vá xe của anh Được này là lúc nào cũng có người vá xe. Đi giờ này nắng quá các bạn. 10 giờ 11 giờ nắng gắt, nắng rất gắt. Cũng chuẩn bị qua một cái quán nữa để mua sữa đó. Tới cây xăng chỗ ngã tư giao lộ 19/4 và từ quận 4. Đây là con đường vào nhà mình. Đấy, nếu mà rẽ cái đường này là Đào Duy Anh. Khu vực nhà nghỉ này là có hai đường, Đào Duy Anh và Đặng Văn Ngữ. Đó, đường sau này là Đặng Văn Ngữ nè. Chỗ có mấy cây cao đây. Đó, bây giờ mình sẽ đi qua đường Đào Duy Anh này. Đây khu vực nhà nghỉ của Đào Duy Anh đây các bạn. Trời hôm nay quá nắng rồi các bạn. Nắng, bên đây là 15 tháng 8 rồi. Mình còn 1-2 ngày nữa là hết giãn cách. Không biết là 16 cộng nó không biết như thế nào. Đang đi trên đường này nắng quá. Nắng quá. Ghé lại tiệm sữa nữa là mình mua. Trên đường này các bạn thấy không nè, người ta trồng rau sạch trong cái thùng xốp. Nó có bông hoa 10 giờ màu đỏ màu vàng rất đẹp đó, trên cái con đường Đào Duy Anh đây. Nhà nghỉ anh Đào Nguyên đây, đó, cái nhà trước mặt anh là nhà xanh xanh, hồi trước anh cho thuê là nuôi cút, bây giờ là anh có cái nhà to tổ bố luôn đó. Đó là nhà nghỉ của Đào Duy Anh, nhà nghỉ của Đào Nguyên. Ủa chết,
cha rồi. Chú đi lật đật bữa nào vậy? Lấy lóc sữa cô gái Hà Lan với sữa cà phê sữa đá không? Bữa nào cũng quên thiếu rồi. Nãy đi mua trứng. Rồi ông xã con bán cũng vẫn bán đó hả? Rồi, bây giờ mình thì đi về, đứng đây nghỉ mát một tí các bạn. Đứng ngay cái công viên này nghỉ mát một tí. Nắng quá. Giờ mình phải đi thôi. Bây giờ hướng về nhà mình đây. Đây là cái con đường Đặng Văn Ngữ đây các bạn. Hồi nãy là đường Đào Duy Anh. Ở đây là hướng về nhà mình đây. Đó, chó nó sủa wow wow. Ôi, mừng. Ba đi mua đồ nè. Đây đây, vào đây vô. Đi. Thôi đi mua. Đấy, đồ của con này.